Trên thế giới, Hạ viện Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu siết chặt thêm Huawei và ZTE. Các ngân hàng Trung Quốc tăng mạnh cho vay trong quý 1. Nhật Bản đề xuất Bangladesh trở thành chuỗi cung ứng công nghiệp cho Ấn Độ. Cháy rừng ở Hàn Quốc khiến hơn 500 người dân di tản. Mở đầu là các thông tin kinh tế thế giới. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ hôm 11 tháng 4 cho biết họ sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về một dự luật siết chặt thêm các công ty viễn thông Huawei và ZTE Corp vì bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Dự luật được các nghị sĩ từ hai đảng đề xuất yêu cầu Bộ Ngoại giao báo cáo về các đồng minh NATO và những quốc gia khác có quan hệ mật thiết với Mỹ, nhưng sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE. Dân biểu Susan Quayle của đảng Dân Chủ nói, chúng ta cần tăng gấp đôi nỗ lực để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như giúp các đồng minh thực hiện bước đi tương tự vì an ninh của chính họ. Dự luật cũng yêu cầu báo cáo về lỗ hổng viễn thông tại các đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài, chỉ đạo Bộ Ngoại giao xác định các dự án cơ sở hạ tầng viễn thông quan trọng để rà soát nguồn cung thiết bị. Ủy ban truyền thông liên bang FCC vào tháng 11 năm 2022 đã đề xuất cấm mua thiết bị của Huawei và ZTE trong cơ quan chính phủ vì chúng gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia. Vào cuối năm ngoái, thì Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết FCC lạm dụng quyền lực tấn công các doanh nghiệp khai thác viễn thông Trung Quốc nhưng không dựa trên cơ sở thực tế nào. Huawei đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc của FCC. Nỗ lực của Washington nhằm chống lại các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ lo ngại rằng Bắc Kinh có thể dùng thiết bị này để theo dõi người Mỹ. Trong nhiều năm, Washington gây áp lực buộc đồng minh không được sử dụng thiết bị của Huawei hoặc ZTE trong các dự án mới, cũng như loại bỏ dần khỏi các dự án cũ. Thưa quý vị, hoạt động cho vay của các ngân hàng Trung Quốc đạt mức cao nhất lịch sử trong quý 1 năm 2023, khi ngân hàng trung ương tiếp tục chính sách hỗ trợ nền kinh tế sau khi dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bước đầu có tín hiệu phục hồi sau những gián đoạn do đại dịch nhờ tiêu dùng cá nhân và xây dựng cơ sở hạ tầng. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, ngân hàng trung ương vào tháng 3 năm 2023 đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng lần đầu tiên trong năm nay. Do đó, trong quý 1 năm 2023, các ngân hàng đã cho vay 10,6 ngàn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,54 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 27% so với quý 1 năm 2022. Trong tháng 3, các ngân hàng cũng gia hạn những khoản vay cũ trị giá 3,89 nghìn tỷ nhân dân tệ, cao hơn gấp đôi so với tháng 2 và vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Việc Trung Quốc dỡ bỏ chính sách Zero Covid vào tháng 12 năm 2022 đã bắt đầu khơi dậy nhu cầu tín dụng trong dân chúng, mặc dù có những lo ngại rằng động lực này có thể phai nhạt vì cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu và nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc đang yếu đi. Ông Zhu Hao, nhà kinh tế tại Guotai Junan International cho biết, năng lực tín dụng của Trung Quốc vẫn mạnh trong quý đầu năm 2023. Điều này tạo ra một giai điệu tích cực cho sự phục hồi nói chung. Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng được hỗ trợ bởi chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng ở đây. Các khoản vay trung và dài hạn từ hộ gia đình cũng tăng trong tháng 3 nhờ chính sách thuận lợi về bất động sản. Thông tin quan tâm tiếp theo, giá hàng hóa bán sỉ của Nhật Bản đã tăng 7,2% trong tháng 3 năm 2023 so với một năm trước đó. Dù vẫn cao nhưng tốc độ đã chậm lại trong tháng thứ 3 liên tiếp. Điều này hữu ích cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, nhất là đối tượng bị ảnh hưởng bởi chi phí nguyên liệu thô cao. Mức tăng chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp CGPI, cán cân đo lường mức giá mà các công ty tính cho nhau đối với hàng hóa và dịch vụ của họ, gần như phù hợp với dự báo trung bình của thị trường là khoảng 7,1%. Nhiều tháng nay, chi phí nhiên liệu và hàng hóa toàn cầu gia tăng đẩy lạm phát tiêu dùng và bán sỉ của Nhật Bản lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, làm tăng kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sớm chấm dứt chương trình kích thích kinh tế khổng lồ. Một số ý kiến khác cho rằng có thể ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục chính sách từng bước thắt chặt tiền tệ, dừng nâng lãi suất sau nhiều năm duy trì chính sách lỏng với lãi suất cực thấp, thậm chí dưới 0%. Một quan chức Nhật Bản vừa cho biết họ đã đề xuất phát triển vùng trung tâm công nghiệp ở Bangladesh để cung ứng linh kiện cho các bang Đông Bắc Ấn Độ, Nepal và Bhutan, song song đó là phát triển một cảng giao thông vận tải cho khu vực.
Đề xuất diễn ra sau chuyến thăm của Thủ tướng Fumio Kishida tới Ấn Độ vào tháng trước. Thủ tướng Kishida đã gợi ý về một trung tâm công nghiệp ở vịnh Bengal nhằm hỗ trợ phía Đông Bắc Ấn Độ phát triển kinh tế. Đây là nơi tập trung 300 triệu cư dân nghèo khó. Sau chuyến thăm của Thủ tướng Kishida, chính phủ Nhật đã phê duyệt khoản tài trợ 1,27 tỷ đô la Mỹ cho Bangladesh, tập trung vào 3 dự án cơ sở hạ tầng, gồm một cảng thương mại ở khu vực Mattampally liên kết đến các bang lân cận của Ấn Độ. Ông Hiroshi Suzuki, đại sứ Nhật tại Ấn Độ nói, đó là kế hoạch đôi bên cùng có lợi cả Ấn Độ và Bangladesh. Dự kiến cảng nước sâu này có thể đi vào hoạt động trước năm 2027 là chìa khóa để xây dựng một trung tâm công nghiệp kết nối thủ đô Dhaka của Bangladesh với các khu vực không giáp biển của Ấn Độ. Một bộ trưởng liên bang của Ấn Độ khẳng định nước này hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản. Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Shazia Alam thì tự tin rằng sáng kiến sẽ thúc đẩy thương mại Ấn Độ-Bangladesh thu hút vốn đầu tư từ Nhật Bản và nhiều nước khác. Mattampally dự kiến sẽ là cảng biển nước sâu đầu tiên của Bangladesh có khả năng tiếp nhận các tàu lớn. Những năm gần đây, thì Ấn Độ và Nhật Bản cùng nhau phát triển các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp Bangladesh, Sri Lanka và Châu Phi như một giải pháp thay thế cho sáng kiến vành đai và con đường trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc, nhưng đẩy nhiều quốc gia vào cảnh nợ nần và khủng hoảng. Đại sứ Suzuki nói thêm, hơn 300 công ty Nhật đang hoạt động tại Bangladesh, hai nước sẽ sớm ký một thỏa thuận hợp tác kinh tế để thúc đẩy hơn nữa sản xuất và thu hút nhiều công ty nước ngoài đến Bangladesh hơn. Thủ tướng Sri Hasina sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 25 tới 28 tháng 4 theo lời mời của người đồng cấp chủ nhà Fumio Kishida. Dự kiến trong các cuộc gặp hai bên sẽ trao đổi thêm về ý tưởng này. Thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Tài chính của Quốc hội Hàn Quốc hôm 11 tháng 4 cho biết chính phủ sẽ thành lập một quỹ trị giá 1.000 tỷ won, tương đương 759 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các công ty đang trong quá trình tái cơ cấu. Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Quốc hội thông tin họ sẽ huy động 1.000 tỷ won trong năm nay cho quỹ có tên là Đổi mới cơ cấu doanh nghiệp, với mục tiêu huy động tối đa 4.000 tỷ won vào năm 2027. Công ty Korea Asset Management Corp. sẽ chịu trách nhiệm quản lý quỹ, các ngân hàng nhà nước sẽ đóng góp 500 tỷ won, một nửa còn lại được huy động từ khu vực tư nhân. Thời gian gần đây, kinh tế toàn cầu khó khăn khiến Hàn Quốc cũng lao đao bởi nước này phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu của xứ kim chi đã giảm liên tục trong nhiều tháng, kéo theo là thâm hụt mậu dịch và thâm hụt ngân sách. Do vậy, chính quyền liên tục khuyến khích các doanh nghiệp cần đổi mới theo hướng sáng tạo hơn, hiệu quả hơn và đi sâu vào khoa học kỹ thuật hơn. Chỉ như vậy mới thích ứng được trong tình hình mới. Giới chức Hàn Quốc ngày 11 tháng 4 cho biết hơn 500 người phải sơ tán ở thành phố Gangneung khi gió thổi mạnh khiến các đám cháy rừng bùng phát dữ dội. Thời gian gần đây, cháy rừng bùng phát lẻ tẻ nhiều nơi ở Hàn Quốc, lượng mưa giảm khiến tình trạng khô hạn thêm phức tạp, được dự báo sẽ tiếp tục tạo ra nhiều vụ cháy khác. Vụ cháy ở tỉnh Gangneung, ngọn lửa bắt đầu lúc 8 giờ sáng, sau đó được dập tắt lúc 4 giờ 30 phút chiều. Ngọn lửa đã thiêu rụi 170 hectare cây xanh và khiến 3 người bị thương. Trong đó có 2 lính cứu hỏa, nhiều ngôi nhà và công trình dân sự cũng bị hư hại. Các quan chức cho biết ngọn lửa dường như bắt đầu khi gió mạnh thổi một cái cây đè lên đường dây điện trên cao gây ra chập lửa. Lực lượng cứu hỏa đã vất vả để dập tắt ngọn lửa nhưng không thành công do gió mạnh. Rất may cơn mưa bất ngờ vào buổi chiều đã hỗ trợ. Hình ảnh và cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa thiêu rụi khu rừng và cánh đồng gần đó, còn các tòa nhà chìm trong khói. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra lệnh cho các quan chức huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để dập lửa càng sớm càng tốt và nhanh chóng sơ tán cư dân nhằm giảm thiểu thương vong. Nhà sản xuất siêu xe Ferrari của Ý hôm 11 tháng 4 cho biết họ đã ký thỏa thuận với gã khổng lồ công nghệ Samsung để sử dụng màn hình diode phát sáng hữu cơ, hay còn gọi là OLED, của tập đoàn Hàn Quốc trong các mẫu xe hơi thế hệ mới. Giám đốc điều hành Ferrari, ông Benedetto Vigna cho biết, công ty Hàn Quốc sẽ phát triển các giải pháp màn hình công nghệ OLED riêng cho thế hệ tiếp theo của Ferrari. Hai bên vừa ký biên bản ghi nhớ tại thành phố Aisan của Hàn Quốc, nhưng không có chi tiết cụ thể nào được tiết lộ với báo chí. Ông Vigna trước đây đã từng nói rằng, khi Ferrari tập trung đầu tư vào điện khí hóa, công ty sẽ sử dụng nhà cung cấp bên ngoài cho thành phần hoặc phần mềm không quan trọng. Ferrari có kế hoạch ra mắt chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên vào năm 2025. Samsung cũng đang có kế hoạch đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào sản xuất đèn OLED thế hệ mới ở thành phố Aisan nhằm cung cấp cho các khách hàng như xe điện của Ferrari.
Tại thành phố San Francisco, một siêu thị thuộc tập đoàn cung ứng các sản phẩm hữu cơ GoFood đã phải tạm thời đóng cửa. Tập đoàn cho biết nguyên nhân là vì họ lo ngại vấn đề an ninh, tình trạng trộm cắp và bạo lực ở San Francisco đang là câu chuyện được cả nước Mỹ quan tâm trong thời gian qua. Với vị trí nằm tại trung tâm thành phố, GoFood cho đóng cửa siêu thị nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình, song tập đoàn không đưa ra thêm thông tin bổ sung. Người dân San Francisco từng coi cơ sở của GoFood là siêu thị hàng đầu của thành phố khi được khai trương vào tháng 3 năm 2022, nơi đây bán hơn 3.700 sản phẩm địa phương với số lượng tiêu thụ cao từ nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Nhiều người cho rằng GoFood lo ngại về tình trạng tội phạm buôn bán và sử dụng các chất cấm tại thành phố. Tội phạm trộm cắp ở San Francisco đã thu hút sự chú ý của người dân Mỹ sau khi một số video quay lại cảnh nhiều vụ trộm được thực hiện công khai. Mặc dù con số tội phạm hiện nay được cho là thấp hơn nhiều so với năm 2017, nhưng cảnh sát vẫn chứng kiến mức độ gia tăng các vụ trộm cắp và cướp tài sản với tỷ lệ 23% từ năm 2020 đến năm 2022. Nghiêm trọng hơn, tình trạng bạo lực ở San Francisco cũng có dấu hiệu gia tăng. Tâm lý lo ngại tội phạm đã khiến cho nhiều hoạt động kinh doanh thương mại gặp khó khăn. Không chỉ GoFood, hệ thống cửa hàng quần áo Cotopaxi cũng ngưng hoạt động một cửa hàng ở San Francisco vì nhân viên có thể gặp nguy hiểm. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Today Life ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.